صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. لأن الأصل في المرأة القرار في البيوت، يعني لا تخرج إلا للضرورة للحاجة. Bởi vì vốn dĩ những người phụ nữ chỉ làm việc ở nhà, làm những công việc nội trợ bếp núc, nên cái việc hành lễ ở nhà là tốt hơn khi hành lễ trên đường. فأفضل صلاة للمرأة أن تصلي في بيتها. Thế nên việc người phụ nữ hành lễ ở nhà luôn tốt hơn khi người phụ nữ hành lễ ở trên đường. لكن لو احتجبت الحجاب الشرعي وخرجت إلى المساجد لا تمنع. Thế nhưng khi mà người phụ nữ họ biết che chắn thân thể của mình, che kín thân thể của mình và đi tới thánh đường để hành lễ thì đừng bao giờ nghiêm cấm họ.